Rồi, xin chào các bạn, đây là anh Tú Anh. Đây là vườn của chú Sáu Bờ. Đây là anh Tú Anh, ảnh sẽ thực hành một cái video clip là ảnh leo lên cây, anh hái trái sầu riêng chín, anh đem xuống anh khui ăn cho mọi người xem nha. Rồi, mà anh leo lên cây. Đây là mình xài hữu cơ sạch đó nha. Ừ. Xài bằng quy trình hữu cơ. Các bạn xem rồi, các bạn có mua, các bạn đặt hàng nha. Đó. Anh này chưa có vợ cho mọi người. Mê sầu riêng quá là sầu riêng ở không mà tới giờ hí luôn. Rồi. Đây, rồi, trái này chín rồi đó. Đây, các bạn ơi. Đó. Không có xài thuốc sâu nha. Rồi, đây, đây. Chất lượng 100% luôn. Rồi. Sạch đó. Mày có gõ không? Có gõ mấy trái kia không? Anh tuổi gì vậy anh Tú? Hả? Anh Tú, anh tuổi gì vậy? Tuổi Tỵ. Tưởng nào anh tuổi khỉ không, leo như khỉ vậy. Rồi rồi. Tiếp theo là anh sẽ khui cái sầu riêng này. Anh khui xong rồi mình sẽ nhờ ai đó cầm quay cái video này, mình một mình ăn hết cái sầu riêng này luôn nha. Cái này là vườn của Sáu Bờ nha. Vườn của Sáu Bờ nha. Đây vườn Sáu Bờ. Mình quay lên đây cho các bạn yên tâm ăn về cái hàng sạch của hữu cơ Thượng Thiên á. Làm từ si nha. Từ si. Đây đây đây, khui cho các bạn thấy luôn. Đó. Rồi rồi. Rồi rồi rồi, rồi. Đang quay. Phải dùng gãy dao nha anh. Gãy dao là vô luôn đó. Rồi, thét ra, thét ra. Cái này thì chín cây luôn nha. Trời ơi, vậy là phần này nó còn... Rồi quay luôn đi, quay luôn đi. Khoan khoan, còn cứng quá, còn cứng quá. Cứng, cứng. Cứng quá thôi mình nghỉ khui luôn quá. Đây đây. Đây các bạn ơi. Đó. Đây này, đây. Đây đây. Chín cây nha các bạn, hàng sạch luôn á, không có xài thuốc sâu đó. Đây đây. Đây cơm đây, các bạn xem. Cơm chà chà luôn nè. Này. Quá đã luôn. Này là vườn của Sáu Bờ á. Sáu nha. Làm bên hữu cơ của Thượng Thiên nè. Chú Sáu ở Hậu Giang nha. Rồi bây giờ chuyển sang tiết mục mình thưởng thức. Ủa mà mẹ đâu hết chứ, hết miếng muối vậy. Là Nguyên lại đây. Nguyên. Lại đây mà bước muối kế làm cho hai thằng ăn cạch như quay như mấy đứa nhỏ. Thằng này mới vừa mới 9 tuổi nè. Muối khô nè. Này rất là khô nha. Ăn khô thì hơi khó khui tí nha. Nó ăn sầu riêng nhất nó dài vậy đó. Rồi, được rồi. Rồi, kết thúc ở đây nha. Các bạn mà nếu mà muốn liên lạc về Si á, thì ở đây. Ở đây là... xin lỗi các bạn, ở đây trồng rất là ít nha. Mặt hàng Si đó. Chỉ có 50 công sầu riêng thôi, ít xịu à. Trái xanh đẹp. Ở ngoài xanh lắm, tại điện thoại của mình nó không có được... rõ nét màu xanh, nó chứ ra nhìn ra ngoài xanh lắm. Rồi thôi mình kết thúc video ở đây nha.